Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ảnh hưởng từ đợt mưa trái mùa gây biển động, người đi xe máy khi lưu thông trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, Nha Trang đã giật mình khi bất ngờ bị những con sóng to vỗ thẳng lên người. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng trăm hecta lúa đông xuân ở Quảng Trị bị ngã đổ. Phản ánh của khán giả Minh Phong, số điện thoại 0915 3 số cuối 108. Sáng kiến mô hình phủ xanh đất trống bằng rau sạch của chị em phụ nữ Đà Nẵng vừa phục vụ nhu cầu rau sạch của gia đình hội viên, vừa có thu nhập thêm để gây quỹ hoạt động của các chi hội. Phản ánh của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0978 3 số cuối 634. Cùng với một số tỉnh thành trong cả nước, hôm nay tất cả học sinh cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6 trong tỉnh Nam Định hân hoan quay lại trường học trực tiếp sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến để phòng tránh dịch Covid-19. Phản ánh của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Cô bé lớp 3 mồ côi mẹ ở Đồng Tháp trả lại 10 triệu đồng cho người bị mất. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thu Hà, số điện thoại 0912 3 số cuối 634. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng từ đợt mưa lớn trái mùa đang diễn ra tại miền Trung. Vào trưa ngày 3 tháng 4, thì các phương tiện, nhất là người đi xe máy khi lưu thông trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, Nha Trang, đã giật mình khi bất ngờ bị những con sóng to vỗ thẳng vào người. Cảnh tượng trên đã gây khó khăn rất nhiều cho người đi xe máy, vì ngoài bị ướt sũng nước còn phải lách ra làn đường dành cho ô tô, rất nguy hiểm. Do ảnh hưởng của đợt mưa trái mùa, biển Nha Trang động rất mạnh, với những con sóng cao gần 3 mét liên tục đánh vào bờ, leo cả lên dải kè biển đường Phạm Văn Đồng, vỗ thẳng vào người đi đường cùng các phương tiện qua lại. Được biết, tình trạng trên chỉ thường xảy ra vào các mùa mưa bão hàng năm, do dải kè biển đường Phạm Văn Đồng có bãi cát rất đẹp, không rộng như bãi biển đường Trần Phú, nên tuyến đường này luôn ám ảnh người dân vào mùa mưa bão. Mưa lớn trái mùa trong những ngày qua cũng đã làm cho nhiều diện tích lúa đông xuân tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị ngập. Để khắc phục tình trạng này, thì chính quyền địa phương các cấp đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Vụ đông xuân năm nay, Hợp tác xã Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy gieo cấy hơn 250 hectare lúa. Thời điểm này, lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị trổ bông, đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa to kéo dài, nhiều diện tích lúa có nguy cơ bị ngập úng. Đối với công tác phòng chống lụt bão là trở thành cái phương án thường xuyên của hợp tác xã chúng tôi. Nhưng mà trong đợt lũ ngày hôm qua 1 tháng 4, thì hợp tác xã chúng tôi đã điều động cái lực lượng thủy lợi đắp toàn bộ cả công và cán bộ hợp tác xã là túc trực trên đê suốt từ trưa hôm qua cho đến suốt đêm. Rồi đến khoảng 10 giờ đêm thì nước bắt đầu tràn đê, thì chúng tôi đã thông báo cho toàn thể thành viên trong hợp tác xã hơn 300 người ra để hồ đê ở những nơi trọng yếu đã bị tràn. Chính vì vậy mà đã bảo đảm được cơ bản là chống được cái tràn đê vào ruộng của chúng tôi. Tuy vậy, bên cạnh đó do cái lượng mưa quá lớn cho nên một số diện tích ở cái vùng trung cũng bị ngập úng, và cái đó chúng tôi đang còn cho máy tiết úng khắc phục sắp tới. Theo thống kê, toàn huyện Lệ Thủy có hơn 3.600 hectare lúa bị ngập từ 70% cây lúa trở lên và gần 2.000 hectare lúa có nguy cơ bị ngập nếu tiếp tục có mưa lớn. Nhiều nhất là ở các xã như Hồng Thủy, An Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy, Lộc Thủy, thị trấn Kiến Giang, Xuân Thủy, Phú Thủy, Mai Thủy, Hoa Thủy, Sơn Thủy. Ngoài các diện tích lúa bị ngập, nhiều diện tích rau màu cũng bị ảnh hưởng với 67 hectare bị ngập hoàn toàn.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến bất thường, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã và đang khẩn trương chỉ đạo các xã, các thị trấn triển khai các phương án chống ngập trên các cánh đồng. Địa bàn huyện có mưa to, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các xã kiểm tra thực địa. Thì trong thời gian vừa rồi thì tất cả các xã đã có cái kiểm tra, huy động nhân lực, vật lực để mà tiến hành hồ đê ở những cái tuyến đê mà sung yếu, có nguy cơ là vỡ, có nguy cơ nước tràn đê. Thì hiện nay thì các xã cũng đã cơ bản là khắc phục được ở một số đoạn. Tuy nhiên là do cái mực nước lên quá lớn, lượng mưa về cũng đang nhiều, thì hiện nay trên địa bàn huyện đã có trên là 3.500 hecta là bị ngập sâu và có nguy cơ là 2.000 hecta nữa là có nguy cơ cũng là đe dọa. Hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy đang tiếp tục huy động các lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ, bà con xã viên đưa các phương tiện ra đồng để chống ngập cho cây lúa và các loại hoa màu khác. Với sự khẩn trương và tích cực của chính quyền các cấp và bà con xã viên, huyện Lệ Thủy đang nỗ lực hết sức nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn trái mùa gây ra. Thưa quý vị, phủ xanh đất trống bằng rau sạch là một trong những mô hình được phụ nữ thành phố Đà Nẵng triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Sáng kiến này vừa phục vụ nhu cầu rau sạch của gia đình hội viên, vừa có thu nhập thêm để gây quỹ hoạt động của các chi hội. Đặc biệt góp phần mang lại không gian xanh trong khu dân cư cũng như là hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi. Trước đây, dọc con đường sắt dân sinh tại kiệt 58 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, có nhiều lô đất trống bỏ hoang, trở thành chỗ đổ rác tự phát của người dân, gây ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hòa Phú 3B, phường Hòa Minh đã cùng nhau lên ý tưởng thực hiện phủ xanh dọc tuyến đường này bằng rau sạch với đa dạng các loại rau như ngò, xà lách, rau lang, cải, mồng tơi. Vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làng rau này cũng được xem là một trong những nơi cung cấp nguồn rau sạch cho khu vực dân cư trên địa bàn. Cái này là sáp cao xếp, cái này làm thêm thôi con ạ. Tại vì đất ở đây họ rảnh, họ bỏ không cho nên là bọn cô làm để cho trước nhất là chẳng sạch đất. Rồi sau nữa cũng có tăng thêm thu nhập. Là coi như gia đình mình cũng trồng là hưởng lại cái rau sạch này. Rồi còn công việc của công tác hội là mình bán cái rồi mình cũng bỏ vô quỹ ít. Chị em mình bỏ vô quỹ. Còn cái thứ nhì là cũng tăng thêm cái thu nhập là mình bán coi như quanh ở gần á, họ thấy mình làm sạch cái rồi họ mua về rồi dùng rồi đó. Mô hình này không những tiết kiệm được tài chính, cải thiện cho các bữa ăn cho gia đình, tạo thêm sinh khí cho những bữa cơm gia đình thêm vui vẻ, đầm ấm, mà còn giúp cho chị em phát huy tính cần cù trong lao động. Trải dài con hẻm đường rau này, hình ảnh cỏ dại, lau sậy dần biến mất, thay thế bằng tuyến đường rau xanh mướt. Diện mạo cả khu dân cư được tô điểm tươi mới từ sức lao động bền bỉ và bàn tay vun trồng của những nhà nông không chuyên này. Cái xuất phát từ những cái trồng rau này là xuất phát từ khi mà chị em chi hội phụ nữ Hòa Phú 3B là có cái lý tưởng là từ những khu đất trống của các dự án mà hiện nay là chưa có xử lý, chưa xây dựng nhà cửa, cho nên là chị em tranh thủ những cái giờ rảnh rỗi để làm những cái khu đất trống để tạo nên cái nguồn rau sạch để trước hết là cho gia đình, thứ hai là tăng thêm thu nhập, cái thứ ba nữa là khi mà các trường hợp mà dịch bệnh khó khăn thì chị em sẽ có hỗ trợ hàng trăm mớ rau để cho những cái vùng dịch và những cái khu vực mà không có rau xanh. Trong khi nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 thì những vườn rau màu tự tạo của chị em Hòa Minh vẫn xanh tươi sức sống, vừa cung cấp bữa ăn cho gia đình, vừa giúp hội viên có thêm thu nhập. Những sản vật được tạo nên từ sức lao động cần mẫn ấy bỗng trở thành những phần quà vô giá được hậu phương gói ghém gửi trao đến các bếp ăn không đồng, các chốt kiểm dịch, các điểm cách ly tập trung khi Đà Nẵng trải qua những ngày tháng vất vả. Vật chất hóa tinh thần trong từng mớ rau, con cá, đong đầy tình thương của đất, của chị em phụ nữ thay cho tấm lòng sẻ chia, niềm tin cùng với thành phố đẩy lùi dịch bệnh.
Cùng với một số tỉnh thành trong cả nước, hôm nay tất cả học sinh cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6 trong địa bàn tỉnh Nam Định hân hoan quay lại trường học trực tiếp sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến để phòng tránh dịch COVID-19. Riêng trên địa bàn thành phố Nam Định thì có 23 trường tiểu học với trên 20.000 học sinh cùng chung niềm hân hoan này. Ghi nhận tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Ngay từ sáng sớm, ngày 4 tháng 4, dù thời tiết còn se lạnh về sáng, nhưng các thầy cô giáo đã có mặt ở trường để hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Các biện pháp phòng dịch như phân luồng học sinh, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn được thực hiện nghiêm túc. Ghi nhận tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và trường tiểu học Lê Quý Đôn, các trường đã thực hiện phân làn giãn cách ngay từ cổng khi các em kiểm tra y tế để vào lớp. Để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, nhà trường quy định phụ huynh chỉ đưa con em đến cổng trường. Trước khi đón học sinh các khối đến trường trở lại, các trường tiểu học trên địa bàn đã dọn dẹp phòng học và sẵn sàng kịch bản khi lớp xuất hiện F0. Trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến, các em học sinh đều cảm thấy hào hứng, phấn khởi và thực hiện tốt nguyên tắc 5K khi được đến trường gặp thầy cô bạn bè. Trong tuần đầu tiên các em học sinh tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp, các trường sẽ dành thời gian hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch COVID-19, sắp xếp thời gian học 2K. Đồng thời, xây dựng nền nếp học tập, phân loại học sinh theo từng nhóm, căn cứ vào khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh, tổ chức ôn tập kiến thức đã học trong giai đoạn học sinh học trực tuyến. Tỉnh Nam Định cũng chỉ đạo thêm các cấp học khác tổ chức dạy học trực tiếp tại trường trên tinh thần linh hoạt, căn cứ tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh tại trường. Trong từng lớp học để áp dụng linh hoạt hình thức học trực tiếp hoặc trực tuyến, đảm bảo an toàn phòng dịch và nội dung chương trình của năm học mới. Nhiều ngày trở lại đây, số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày tại Nam Định đã giảm xuống dưới 1.000 ca. Tỉnh đạt mức tiêm phủ vaccine phòng bệnh khá cao. Trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tỉnh Nam Định quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường học trực tiếp từ ngày 4 tháng 4, trừ địa phương có cấp độ dịch là mức 4. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ ở nhà cho đến khi có thông báo mới. Nam Định chỉ đạo các ngành giáo dục và y tế bảo đảm việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi trẻ trở lại trường, chưa tổ chức ăn bán trú. Chia sẻ với những đứa trẻ kém may mắn bị chính bố mẹ ruồng bỏ ngay từ lúc lọt lòng thì hai tiếng gia đình dường như là điều gì đó quá đỗi xa vời. Thấu hiểu và chia sẻ với nỗi mất mát to lớn ấy, Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Mồ Côi thành phố Đà Nẵng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn luôn dang rộng vòng tay đón chào các em, sẵn sàng trao đi yêu thương và giúp các em cảm nhận được không khí ấm áp khi về chung một mái nhà. Em bé này là một trong những trường hợp bị bỏ rơi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng khi vừa mới lọt lòng. Không nhận được hơi ấm yêu thương của bố mẹ, em lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Trước tình cảnh đó, Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Mồ Côi thành phố Đà Nẵng đã nhận em về chăm sóc, nuôi dưỡng với sự hỗ trợ về y tế của Bệnh viện Phụ sản Nhi. Là một trong những bảo mẫu gắn bó lâu năm tại trung tâm, cô Hồ Thị Mỹ Linh cho biết đây chỉ là một trong số nhiều trẻ em có hoàn cảnh thương tâm được nhận về nuôi. Gần 20 năm đồng hành với những trẻ em kém may mắn, bảo mẫu Hồ Thị Mỹ Linh thấu hiểu được nỗi đau, nỗi mất mát mà các em phải chịu đựng khi còn quá nhỏ. Con mình thì còn có cha có mẹ, còn nó không có thì mình thấy mình thương như con đại của mình. Không chỉ riêng bảo mẫu Hồ Thị Mỹ Linh, tại trung tâm có những cô giáo có tuổi đời còn rất trẻ, cũng đã dành thời gian đến đây để chăm sóc cho các em nhỏ, hỗ trợ các em các bài tập vận động, kỹ năng sống. Với các cô, chỉ có tình thương mới thực sự là liều thuốc hữu hiệu để chữa lành những vết thương lòng. Em thấy các bạn đã gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà không được bầu ba mẹ chăm sóc. Mà trong khi đó các bạn lại còn gặp cái vấn đề về kỹ năng, nhận thức của các bạn thì nó hơi bị gặp vấn đề. Nên thì em cũng nghĩ là suy nghĩ là mình cũng thương các em như kiểu là con em của mình thì mình sẽ gắn bó để giúp đỡ các em được tốt hơn đâu chứ. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, Đà Nẵng hiện có 9 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 1 cơ sở công lập, 8 cơ sở ngoài công lập đang nuôi dưỡng chăm sóc gần 400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, đội ngũ cán bộ, công nhân viên gắn bó với nghề công tác xã hội không chỉ mang đến cho các em nhỏ tình yêu thương mà còn là một tổ ấm để quay về. Năm 2010 thì Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt cái đề án 32 về phát triển nghề công tác xã hội. Và từ đó cái nghề công tác xã hội ở Việt Nam đã được hình thành và dần dần khẳng định vai trò của nó trong những năm qua. Và tiếp theo đó thì vừa qua là năm 2021 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành một cái chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030. Dù không có bố mẹ, những người thân thích ruột già ở bên cạnh, thế nhưng dưới mái nhà chung tại các trung tâm, cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, những em nhỏ kém may mắn vẫn luôn được sống trong tình yêu thương và không khí gia đình ấm áp. Ở đó các em được che chở và học cách yêu thương lẫn nhau. Thưa quý vị và các bạn, Ban giám hiệu trường tiểu học Tràm Chim 1, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức trao tặng giấy khen và tiền thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông và giấy khen của Ban giám hiệu trường cho em Nguyễn Phương Quỳnh Anh, học sinh lớp 3/4 đã nhặt được 10 triệu đồng và trả lại cho người đánh rơi. Hoàn cảnh của em Nguyễn Phương Quỳnh Anh rất đáng thương. Em mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi. Ba của Quỳnh Anh hàng ngày phải đi bán vé số, bán hàng rong để nuôi con ăn học. Ngoài thời gian đi học thì Quỳnh Anh còn đi bán vé số phụ giúp ba. Mới đây khi bán vé số trong khuôn viên sân phía trước trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh Tam Nông thì Quỳnh Anh phát hiện một cọc tiền với tổng số là 10 triệu đồng rơi bên đường. Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng em không tham của rơi, nhanh chóng đem đến bảo vệ ngân hàng để trả lại người đánh rơi. Nhận số tiền do Quỳnh Anh nhặt được là 10 triệu đồng, ngân hàng đã thông báo tìm và trả lại cho người bị mất. Ban giám hiệu trường tiểu học Tràm Chim 1 đã biểu dương hành động cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người mất của Nguyễn Phương Quỳnh Anh và kêu gọi các em học sinh trong trường học tập và noi gương. Thưa quý vị, nhằm bảo tồn những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, chiều ngày 3 tháng 4, thị xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ giỗ 465 năm của công chúa Liễu Hạnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch văn hóa tâm linh của vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Theo các nhà nghiên cứu về đạo mẫu, trong di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, thánh mẫu Liễu Hạnh là bậc mẫu nghi thiên hạ, một trong bốn vị thánh bất tử. Tương truyền xưa, Liễu Hạnh là con Ngọc Hoàng, tính tình phóng túng, không chịu theo khuôn phép nhà trời. Ngọc Hoàng phạt đầy nàng xuống trần 3 năm. Liễu Hạnh đã hóa thân thành cô gái đẹp, cùng vài nữ tỳ dựng quán ở hàng chân đèo ngang, bên đường Thiên Lý. Về sau, người dân địa phương lập đền thờ công chúa trên vùng đất nơi nàng mở quán ngày xưa. Năm 2011, đền thờ công chúa Liễu Hạnh được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đền thờ đã trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút người dân địa phương và du khách thập phương. Hàng năm, đền thờ thu hút hàng ngàn lượt người đi lễ tâm linh. Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, hiện nay khuôn viên đền có diện tích gần 6.000 m2, gồm 3 tòa thờ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, trong đó một miếu thờ chính là quán bà Chúa Liễu hay miếu bà Chúa Sơn. Lễ giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh được tổ chức hàng năm vào ngày 3 tháng 3 âm lịch tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, là hoạt động văn hóa tâm linh đặc biệt của nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc, đồng thời cũng là dịp để nhắc nhớ con cháu thế hệ hôm nay và mai sau, khắc cốt ghi tâm, ơn sâu nghĩa nặng của bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Ảnh hưởng từ dạng thời tiết bất thường đang diễn ra tại miền Trung, trưa ngày 3 tháng 4, các phương tiện, nhất là người đi xe máy khi lưu thông trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng Nha Trang đã giật mình khi bất ngờ bị những con sóng to vỗ thẳng lên người cùng các ô tô. Cảnh tượng đã gây khó khăn rất nhiều cho người đi xe máy vì ngoài bị ướt sũng còn phải lách ra làn đường dành cho ô tô rất nguy hiểm. Phản ánh từ khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 9 1 4.
Mưa lớn trái mùa trong những ngày vừa qua đã làm nhiều diện tích lúa đông xuân tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị ngập. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương các cấp đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Thống kê, toàn huyện Lệ Thủy có hơn 3.600 hectare lúa bị ngập từ 70% cây lúa trở lên và gần 2.000 hectare lúa có nguy cơ bị ngập nếu tiếp tục có mưa lớn. Phản ánh của Giản Minh Phong, số điện thoại 0915 30 108. Phủ xanh đất trống bằng rau sạch là một trong những mô hình được phụ nữ thành phố Đà Nẵng triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Sáng kiến này vừa phục vụ nhu cầu rau sạch của gia đình hội viên, vừa có thu nhập thêm để gây quỹ hoạt động cho các chi hội, đặc biệt góp phần mang lại không gian xanh trong khu dân cư cũng như hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi. Vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làng rau này cũng được xem như là một trong những nơi cung cấp nguồn rau sạch cho khu vực dân cư trên địa bàn. Phản ánh từ khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0978 30 634. Cùng với một số tỉnh thành trong cả nước, hôm nay tất cả học sinh cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6 trong tỉnh Nam Định hân hoan quay lại trường học trực tiếp sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến để phòng tránh dịch Covid-19. Trên địa bàn thành phố Nam Định có 23 trường tiểu học với trên 20.000 học sinh cũng cùng chung niềm hân hoan này. Những ánh mắt nụ cười của các thầy cô và học sinh trao nhau trong không khí đầm ấm hạnh phúc ngày đầu trở lại sân trường. Phản ánh từ khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 và số cuối 950. Với những đứa trẻ kém may mắn bị chính bố mẹ ruồng bỏ ngay từ lúc lọt lòng, thì hai tiếng gia đình dường như là điều gì đó quá đỗi xa vời. Thấu hiểu và chia sẻ với nỗi mất mát to lớn ấy, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn luôn dang rộng vòng tay đón chào các em, sẵn sàng trao đi yêu thương, giúp các em cảm nhận được tình yêu, không khí ấm áp về chung một mái nhà. Chia sẻ từ khán giả Ngô Phương Thảo, số điện thoại 0874 30 394. Ban giám hiệu trường tiểu học Tràm Chim 1, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức trao tặng giấy khen và tiền thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông và giấy khen của ban giám hiệu trường cho em Nguyễn Phương Quỳnh Anh, học sinh lớp 34, đã nhặt được 10 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi. Được biết hoàn cảnh của em Nguyễn Phương Quỳnh Anh rất đáng cảm động. Em mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, ba của Quỳnh Anh hàng ngày phải đi bán vé số, hàng rong để nuôi con ăn học. Chia sẻ khán giả Nguyễn Thu Hà, số điện thoại 0912 và số cuối 634. Nhằm bảo tồn những di tích lịch sử danh làm thắng cảnh, chiều ngày 3 tháng 4, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ giỗ 465 năm của công chúa Liễu Hạnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch văn hóa tâm linh của vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Theo các nhà nghiên cứu về đạo mẫu, trong di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ của người Việt, thánh mẫu Liễu Hạnh là bậc mẫu nghi thiên hạ, một trong bốn vị thánh Phật tử. Chia sẻ khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 và số cuối 199. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.